Chợ trời các bạn ơi, đang thăm viếng chợ trời bên St. Paul, Minnesota. Hôm nay trời mưa khá nhiều cho nên đường nó ướt giống như chợ Việt Nam á, sình lầy không à. Hả? Rồi. Ừ, không biết ăn đâu. Bella và mẹ đi chợ trời ơi. Khoảng nó bán gì không mà ta. Cà đẹp và lạ lùng. Có tôi nói. Năm đồng hương đó. Nó chưa cũng được của ba bên này nghe. Bên này bóc bên này nữa đúng không? Anh khen 10 đồng trả. Nè 10 đồng nè. Thì ông lấy thêm không cho thêm hả? Anh mua xả chân ở trong tiệm cho thơm dạ. Chân mấy cái chỗ cá sinh đó. Cái mua đi. Give me man. Give me man. How much for the tour? Chưa bao. Two. Anh mua hai bó nha. Three for five. Three for five. Trang trí giống như chim ha vậy đó. Cắm lên hổng thơm hổng ăn tiền. Thank you. Ủa đi vòng đi ngược kia đi về chứ. Nó đi xuống qua đây luôn nè. Để cái gì mình coi có gì không. Oh sorry. Nổi lên nhà lên hả? Rất xa hả? Bella, ba đẹp trai không? Không. Ba không đẹp trai. Bella đang đứng với ba nè. Ông già đẹp trai không ông ngoại đâu, đứng với ông ngoại hay là đứng với ba? Ông
đâu có đẹp trai đâu, nó đâu có đẹp trai đâu mà. Đây là chợ Dale Street, trước cửa của chợ tạp hóa Sun Food. Rất đông đảo các bạn thấy không? Rất đông đảo. Hả? Dưa leo thì mua. Ba cái 5 đồng chắc, 2 đồng cái. How much? Em? 2 đồng. Chưa nào? Mua cái thôi, mua nhiều quá, đem vứt không một. Ok. Trời ơi. Thế con nào từ 5 đồng nữa? Mua nhiều quá, mua về vứt. Cái đây sỏi gì sao? Sỏi vô. Đó mẹ mua. Mua dưa leo. Rồi dưa muối gì nữa cho Bella nữa đây. Muối gì cho Bella nữa đây. Trái bí, trái bầu, trái đủ thứ hết nè. Trái cà, trái ớt, trái táo. Ô, cà pháo kìa. Oh my god. Cà pháo. Cà pháo, cái mắm tôm hả? Cà tím hả? Cà tím là gì? Không. Cà tím...